thì các bạn xem mình quét trong này, như mình bắn lóc thì mình quét này, lóc này đó, thấy không? Lóc cũng là sữa tươi vitamin 100%, lóc là 26.000 đồng. Rồi giờ mình quét cái hộp như thế nào? Cái ông tới mua hộp, không lẽ mình quét hộp, mua một hộp xem bắt hộp đây quét 7.000. Các bạn thấy rất rõ ràng, các bạn thấy không? Nghĩa là khi mình cửa hàng quản lý tạp hóa thì rất cần thiết cái vấn đề này. Một sản phẩm mình vừa bán thùng, lốc và hộp, và nó sẽ quản lý tồn kho là thùng, lốc và hộp. Ví dụ mình không có mã vạch, mình sẽ bằng tay đi, mình sẽ là Vinamilk đi, vì các bạn, nếu các bạn không cần quét mã vạch, tích mã vạch thì các bạn gõ chữ Vinamilk thì nó hiện lên ba một cái mạch một sản phẩm nhưng mà ba đơn vị tính, các bạn thấy không? Rất rõ ràng này, này Vin sữa tươi Vinamilk thì nó hiện lên là lốc là 26.000 này, hộp 7.000 này, thùng 330.000. Đây tồn kho rất rõ ràng. Còn cái giá này này hay giá này này, giá này cái những cái giá tiếp theo cái tồn kho của mình đó, đây là cái giá, đây là giá vốn này, đây tồn kho này đó. Nếu mình không quá thì mình chịu tên xuất báo thôi, enter thôi. Đây mình bóc hộp enter đó, thì nó bắn vô đây là hộp này, là hai cái này, thấy không, rất là nhanh đó. Thì mình khi mình tính tiền xong thì mình sẽ bấm thanh toán này, thanh toán này. Còn đây là cái tồn kho của mình này, thì tồn kho này, đây là cái giá vốn này. Rồi mình thanh toán F12 là 370.000 đồng. Quản lý vì bán hàng theo thùng, lốc và hộp đó. Đây thì mình vô cái danh mục hàng hóa thì mình cài đặt cho các bạn xem như thế nào. Rồi mình cài đặt hàng hóa này, danh sách hàng hóa đó. Thì đầu tiên mình sẽ vào đây thì mình sẽ cài đặt, thì đầu tiên thì nó có trong, nó bị trống này, mình chưa cài gì hết này, thì đầu tiên mình sẽ tạo cái nhóm hàng trước đi. Đây nhé, 01 thì mình tạo có nhóm hàng, nhóm sữa, nhóm sữa. Rồi giờ mình cài, khi mình cài nhóm sữa xong thì mình chọn này, rồi mình cài sản phẩm sữa. Rồi thì khi một cái một sản phẩm mà nhà sản xuất người ta đưa ra thì cái mã thùng riêng, mã lốc riêng và mã hộp riêng, thì lúc này nếu như mình quản lý chặt chẽ thì cho nhanh và không cần phải bấm bằng tay, thì mình sẽ tích bằng mã vạch để mình tích từng cái mã vạch của từng cái hộp, thùng và lốc vào đây để mình bán hàng cho nhanh. Và khi mình đã tích vào rồi thì mình bấm bằng tay vẫn được. Thì mình dùng hai cách, nếu mình có cơ thời gian mình tích thì mình sẽ bán bằng tay, bán bằng mã vạch, còn không thì mình tìm bằng tay cũng rất nhanh. Rồi bây giờ mình quét đơn vị thứ nhất này, quét đơn vị thùng, mình tích mã, rồi tích mã mình sẽ gõ cái tên sản phẩm, ví dụ như là sữa này, sữa tươi Vinamilk. Vinamilk 100%, gì vậy đi, mình gõ đi. Rồi đơn vị tính thứ nhất, thì khi mình gõ xong này, nó là đơn vị tính thứ nhất là đơn vị một á, là mình gọi là thùng. Rồi mình enter. Đơn vị tính thứ hai là gì? Là lốc. Rồi enter, thì một lốc nó sẽ bao nhiêu thùng, như là một thùng bao nhiêu lốc, một thùng thường thường nó sẽ 12 lốc. Rồi tiếp tục mình enter tiếp. Đơn vị thứ ba là hộp. Đó. Một hộp thì bao nhiêu, một lốc thì bao nhiêu hộp, một lốc là sẽ là 4 hộp. Đó. Rồi đây là nó quy đổi thùng thành thùng này, thấy là 12 lốc. Đó. Và lốc thì sẽ là 4 hộp. Rồi thì mình sẽ đầu tiên là cái này là các cái mã hàng của thùng. Rồi mình sẽ quét mã hàng của lốc. Đây, quét mã hàng của lốc, nhập vô luôn. Đây mình, mình hướng dẫn bằng cái cách trình tự để nhập hàng thôi. Còn nếu các bạn khi mua phần mềm về, bạn không cần cũng được, bạn quét hàng thùng. Nếu các bạn tính cái đơn vị nào thì bạn quét đơn vị đó. Còn đây mình hướng dẫn cái trình tự để về vừa bán thùng, lốc và hộp.
để mình cái cách làm thôi, quy trình làm. Rồi mình sẽ quét vào đây, đơn mã đơn vị lock, rồi tiếp tục mình quét xem mã đơn vị hộp. Đó, như thế vậy. Xong đó thì nó sẽ nhảy vào có mục là có mục nhập số lượng đấy, cho các bạn nhập số lượng luôn, thùng bao nhiêu thùng, như 200 thùng. Rồi, giá vốn một thùng là bao nhiêu, giá vốn một thùng là 280.000 một thùng. Thì nó sẽ tự động chia ra là một lốc là 23.000 và một hộp là 5.800 là giá vốn. À, khi mình nhập là 200 thùng này, mình nhập giá vốn của một thùng là 280, thì nó sẽ tự động chia ra một lốc là 23.333 đồng và một hộp là 5.833 đồng. Thì được một lúc này mình enter thì sẽ, mình sẽ nhập cái giá bán ra là bán lẻ, thì mình nhập bán là 300.000. Enter. Đó, nếu như cửa hàng của bạn là vừa bán lẻ vừa bán phân phối thì các bạn sẽ bán giá sỉ, ví dụ như bán giá sỉ và bán giá VIP. Đó. Đó, nếu như các bạn vừa bán lẻ vừa phân phối cho các nhà đại lý thì các bạn nhập giá sỉ này, giá VIP. Cái giá sỉ nghĩa là người ta mua số lượng nhiều, còn giá VIP á, là người ta sẽ mua là mua về bán lại. Ví dụ mình nhập ra đây, giá lẻ là 330 đây, 330. Rồi giá sỉ bằng các bạn sẽ bán là 310.000, 325. Rồi giá VIP bọn sẽ bán 310. Đó, đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trình tự. Rồi mình enter, rồi tiếp tục lock thì sao? Lock các bạn bán là sao? Ví dụ các bạn lock bán lock một lock 26.000 đi. Rồi lock của sỉ thì sao? 25.500. Rồi lock của VIP thì sao? Là 25.000. Tương tự như vậy, hộp các bạn bán một hộp như nó là 6.500, 7.000 đi, 7.000. Rồi hộp của sỉ là 6.500 và hộp của VIP là 6.000. Có nghĩa là mình chia như thế này á, là các bạn sẽ vừa bán lẻ này, vừa bán giá sỉ, vừa bán giá đại lý. Rồi bạn lưu là xong rồi. Đây, thì khi mình cài một sản phẩm về sữa hay là cái hàng tạp hóa mini để mình quản lý chặt chẽ về cái là vừa thùng, vừa hộp, vừa lốc, và có giá bán và giá sỉ, giá lẻ và giá VIP và giá vốn của từng cái rất rõ ràng. Đó là mình hướng dẫn các bạn cách cài ha. Còn thường thường các bạn không bán nhanh thì các bạn quét bình thường thôi. Đó, còn quét còn bán bình thường, ví dụ mình không cần làm gì hết thì mình sẽ cài một cái một thôi, quét thôi, mình bán thôi, bán như là như mình bán này, sữa tươi dao. Đó, mình không còn thiết, mình sẽ cần thùng thôi, không còn quy đổi gì hết, bỏ luôn không quy đổi gì hết. Đó, mình nhập số lượng 200 triệu, cái là đó, giá vốn bao nhiêu, cái gì là 290.000. Rồi giá bán 320.000. Xong, đó là mình cài đơn giản. Đó, thì mình hướng dẫn các bạn hai cách cài. Một, nếu các bạn cài mà để bán hàng quản lý về thùng lốc hộp thì các bạn đầy đủ, còn không thì các bạn cài một sản phẩm đơn giản nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ cách bán hàng thế nào. Đây, bây giờ mình bán trình tự cho các bạn xem. Đây trình tự các bạn xem. Ví dụ một ông khách ông tới ông mua thùng thì bạn sẽ quét cái mã thùng này Vinamilk 100% này, đó nó sẽ bán này. Đó, một thùng là 330.000. Đang quét này, giờ mình quét này, mình quét một cái lốc, khách hàng tới mua lốc thì sao, mình quét cái lốc này. Đây mình quét chung một cái này, mình đang hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem. Mình quét chung này, như mình bán lốc thì mình quét này, lốc này. Đó, thấy không? Lốc cũng là sữa tươi Vinamilk 100%, lốc là 26.000 đồng. Rồi giờ mình quét cái hộp như thế nào? Thì ông tới mua hộp, không lẽ mình bán hộp? Mua một hộp thì bán hộp. Đây, quét. 7.000. Các bạn thấy rất rõ ràng. Các bạn thấy không? Nghĩa là khi mình
cửa hàng quản lý tạp hóa thì rất cần thiết cái vấn đề này. Một sản phẩm mình vừa bán thùng, block và hộp, và nó sẽ quản lý tồn kho là thùng, block và hộp. Ví dụ mình không có mã vạch, mình sợ bằng tay đi, mình sẽ là Vinamilk đi, V. Đó. Các bạn, nếu các bạn không cần quét mã vạch, tích mã vạch thì các bạn gõ chữ Vinamilk thì nó hiện lên ba một cái một sản phẩm nhưng mà ba đơn vị tính. Các bạn thấy không? Rất rõ ràng này, này Vin sữa tươi Vinamilk thì nó hiện lên là lốc là 26.000 này, hộp 7.000 này, thùng 330.000. Đây tồn kho rất rõ ràng. Còn cái giá này này hay giá này này, giá này cái những cái giá tiếp theo cái tồn kho của mình đó, đây là cái giá, đây là giá vốn này, đây tồn kho này đó. Nếu mình không quá thì mình chịu tên xuất báo thôi, enter thôi. Đây mình bắt hộp enter đó, thì nó bắn vô đây là hộp này, là hai cái này, thấy không, rất là nhanh đó. Thì mình khi mình tính tiền xong thì mình sẽ bấm thanh toán này, thanh toán này. Còn đây là cái tồn kho của mình này, cái tồn kho này, đây là cái giá vốn này. Rồi mình thanh toán F12 là 370.000 đồng, mà khách đưa là 500.000 này, thấu lại 130.000 đồng, mình đồng ý. Bán theo cái tích, còn nếu như các bạn bán theo bằng tay này, Vinamilk, Vina, hiện tất cả chỉ Vina lên. Rồi mình giúp tên xuống thùng enter xong. Tiếp tục như vậy, mình sẽ gõ tiếp cái cũng Vinamilk mua lock, mua tiền mua tên xuống, lock enter xong, rất là tiện. Muốn in phim sử xem trước này, đây cái biển thế này, rất là nhanh các bạn. Đó. Nên là trong trường hợp này, còn cái các bạn muốn liquidate cũng được này, thùng, hai thùng. Đây. Ba lock cũng được. Rồi bấm đồng ý. Ra order. À là xong. Đó. Thì cái đây là nó rất tiện cho mình để mình bán, rất nhanh các bạn ha. Quét này, các thùng này. Mở thùng, các thùng. Rồi, mã lock thì quét lock. Rồi mình bây giờ đây mình bán cho các bạn xem là bán giá lẻ này. Rồi giờ mình muốn bỏ đi thì này, bỏ là không mua này, bấm vô chéo xóa đi này, có này. Rồi bây giờ mình bán một cái giá gọi là giá sỉ thì bán thùng sao đây, quét này. Đó, còn thấy giá sỉ không, là 325.000. Rồi giá sỉ của thằng lắp là sao, quét này. Đó, thấy không, quét này là 25.500 đồng. Giá sỉ của hộp thì sao, đó 6.500. Thì giúp giá sỉ thì mình bán trừ đó lên. Các thằng quét tiếp, quét tiếp hoặc là mình không quét, mình quét một lần thôi, rồi mình lít chuột mình nhập như là 10 lốc, hộp, 5 hộp, thùng này gặp 10 thùng, rất là nhanh. Thì người bán giá sỉ thì mình bán số lượng nhiều, mình thanh toán, đồng ý. Rồi tiếp tục mình muốn bán một cái giá VIP, đây, giá VIP đây, giá VIP. Các bạn thấy giá VIP này của thùng nó khác nhau này. Không, 310.000, hồi nãy 325.000, giờ 310.000 thôi. Đó, bán quét tiếp. Tương tự như vậy, lock. À, 25.000. Tiếp tục. Hộp. Đó, 6.000. Đã lock là 25.500 đồng, giờ 25.000. Rất là tiện cho mình. Đó, để mình quản lý được, mình biết được cái sản phẩm đó thùng là bao nhiêu. Lốc là bán bao nhiêu, hồ là bao nhiêu, rất là tiện. Nghe lòng một mặt hàng dùng ba mã vạch, một mặt hàng như là nói này, một mặt hàng dùng ba mã vạch, mã vạch thùng, mã vạch lốc và mã vạch hộp khác nhau, mình nhập kho chung bán ba mã vạch thì nó sẽ tự động trữ kho. Rồi mình thanh toán kho bán hàng, đây kho bán hàng nào. Hôm nay mình bán này được 4 hóa đơn không, đây 4 hóa đơn. Rồi chi tiết đó này, hôm nay mình bán được hộp là 9 hộp, lốc là 16 lốc, thùng là 16 thùng. Đó là một sản phẩm này, một sản phẩm, nhưng mình biết hôm nay là bán lẻ, bán bao nhiêu hộp này,
bắn bao nhiêu lốc này, bắn bao nhiêu thùng này. Cái đây là cái rất quan trọng để cho cái tạp hóa người ta quản lý. Và cái tiệm chuyên về sữa, tại vì cửa hàng gia đình mình bán mình ít kiểm soát về cái phần sữa này để nó rõ ràng. Rồi mình muốn biết cái lãi lỗ thì sao? Lãi lỗ từng hóa đơn thì bấm vô cái lãi lỗ doanh thu theo hóa đơn đây. Đó, hóa đơn nào? Tổng lãi của từng hóa đơn. Này, tiền bán này, tiền vốn này và tiền lãi. Tiếp tục mình lấy lỗ trên từng sản phẩm. Đây. Bán số lượng bao nhiêu? Đây, lãi bao nhiêu đây? Cách lãi rất rõ ràng. Lợi nhuận. Đây, tổng hôm nay bán là 5.637.500 đồng. Lợi nhuận là 731.675 đồng. Đó là cái văn hàng về thùng, lốc và hộp. Ba đơn vị tính, một sản phẩm ba đơn vị tính. Rồi mình hiện tồn kho này, có quan trọng tồn kho. Rồi, tồn kho. Đây, xem tồn kho theo đơn vị tính. Đây này. Một sản phẩm này các bạn thấy không? Thì thùng đó, thùng là 12 lốc. Đây là cái các bạn nhìn này, nhìn cái chỗ đơn vị tính này. Có quy cách này, thùng. Một thùng là 10, cái quy cách là một thùng là 12 lốc. Một lốc là 4 hộp. Đó. Cho nên bây giờ nó còn tồn kho này. Hiện tại cửa hàng mình còn tồn kho là 182 thùng, 5 lốc và 3 hộp. Số tiền còn tồn kho cửa hàng mình là 51.094.000 là riêng của thằng sữa Vinamilk. Còn sữa tươi rau là còn tồn 58 triệu. Đó. Quan trọng nhất là cái vấn đề tồn kho. Thì các bạn biết được cửa hàng mình còn cái mặt hàng đó còn tồn bao nhiêu thùng, bao nhiêu lốc và bao nhiêu hộp rất là rõ ràng. Trường hợp này rất rõ ràng. Nếu như các bạn muốn nhập kho thêm thì bao nhiêu kho hàng? Đây, bạn nhập kho. Nhập kho, bây giờ tôi muốn nhập kho thằng Vinamilk này, sữa tươi Vinamilk này. Bây giờ tôi kiểm tra lại hiện tại còn tồn thùng, lốc và hộp thì nhập sao? Thường thường phần mềm khác là chỉ nhập vô thùng hoặc là quy tất cả các thùng ra lốc, hoặc là quy từ thùng lốc ra hộp để mình nhập một cái, chỉ một đơn vị tính thôi. Đó, giờ nó rất khó khăn cho người quản lý, cho cửa hàng của mình. Bây giờ có phần mềm này vừa có một sản phẩm mà mình vừa tồn thùng, tồn lốc và tồn hộp. Tại vì nhà sản xuất người ta ra là một sản phẩm như ba đơn vị tính, có ba cái mã vạch mà, mã vạch thùng riêng, mã vạch lốc riêng và mã vạch hộp riêng. Đó, cho nên là mình sẽ quét ba vạch mình gom lại để mình bán hàng chung được, không sao hết. Rồi bây giờ mình nhập này, ví dụ tôi kiểm kho còn tồn là 10 thùng, nhập 10 thùng, lốc hiện tại là còn 8 lốc và hộp thì còn 3 hộp đi. Tại vì 4 hộp thì lắp rồi, đúng không? Đó, tôi còn tồn này 10 thùng, 8 lốc, 3 hộp, nhập vô luôn, rồi mình lưu xong. Rất là nhanh. Đó, cho nên là phần này là mình quan trọng là cái vấn đề đó. Rồi khi bán hàng mình quét thôi, rồi mình tồn kho lại, mình nhập kho này. Đấy, thêm một kho này. Đó, thì hiện lên này, mình mới nhập vô này, thấy không? Thì nó sẽ lên là 193 thùng, 2 lốc và 2 hộp. Tại vì nhập số lượng kibo thì nó cộng lên, nó chăng ra rất rõ ràng. Quan trọng nhất là cái đơn vị tồn kho như thế này. À, rất rõ ràng. Rồi thì bán hàng mình bán lại họ xem này, bán này mình sợ này bằng tay. À, hiện lên này. À, một sản phẩm sữa tươi review này, lốc thì đòn bán giá nhiều, hộp bao nhiêu này, thùng bao nhiêu, còn tồn kho này, tồn kho này, hiện tại tồn kho là lốc này, tồn kho của hộp này, tồn kho của thùng này, hiện tại còn tồn kho là 193 thùng. À, tồn kho là 9.274 hộp. Và đây là lốc, là tồn kho là 2.318 lốc. Đó là giá vốn rất rõ ràng. Còn không quét sản phẩm cũng được. Quét. Rồi ai mua lẻ hay bán lẻ? À, là lốc, hộp chứ. Ai mua lốc thì bán lốc, quét lốc. Cũng một sản phẩm đó. Dạ khác rồi. Ai mua hộp thùng thì bán thùng. À, mỗi tại vì người ta đã quy định là mỗi một sản phẩm nó có ba cái mã vạch mà, thì người ta mình quét thôi, bình thường rất là tiện cho mình. Siêu thị mini, Bách Hóa, quản lý
vì ba một sản phẩm bán ba đơn vị tính và tồn kho theo ba đơn vị tính rất là tiện lợi cho cửa hàng của mình.